chó lông trắng rất đẹp nhưng bộ lông này rất dễ bị ố vàng. Vậy chăm sóc chó lông trắng thế nào để giữ bộ lông chó trắng không bị ố vàng, luôn sạch đẹp? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video này nhé. Đại diện cho nhóm chó lông trắng là các giống Samoy, Alaska, Husky, Châu Châu, Cú Đồ Trắng, Bison Fry, Fox Sock, Pomeranian hay Mortis. Những chú chó có bộ lông trắng muốt rất hấp dẫn ánh nhìn. Điểm chung ở các giống chó này chính là bộ lông dài, dày, mềm và có màu trắng sáng xinh xắn. Nếu không được chăm sóc đúng cách thì lớp lông sẽ bị sơ dối, dễ dụng và ố vàng, chuyển sang màu, nước lòng. Chẳng khác nào một cô hoa hậu xinh gái nhưng răng bị xỉn màu. Việc giữ cho chó lông trắng sạch sẽ tốn khá nhiều công sức của chủ nuôi. Trước hết hãy tìm hiểu nguyên nhân làm chó lông trắng bị ố vàng trong tuyến nước mắt nước mũi nước bọt của chó lông trắng có chất porphyrin làm cho các lớp lông ở khu vực quanh mắt mũi miệng dễ bị ngả vàng hoặc chó hay liếm cắn những vùng lông ở đùi và chân cũng có thể do bộ lông xinh đẹp này không được tắm rửa vệ sinh thường xuyên khiến cho bụi bẩn bám lâu trên da lông làm chúng ngả dần sang vàng chó bị dị ứng với phụ da trong thức ăn hoặc nước uống hoặc các tác nhân bên ngoài như phẩm màu hóa học chất tạo màu mà cún tiếp xúc mỗi ngày có thể tẩy trắng bộ lông ố vàng này nếu chúng không xuất phát từ nguyên nhân sức khỏe như di truyền hay dị ứng cách chăm sóc chó lông trắng đúng cách sạch thơm chó lông trắng cần được tắm mỗi tuần một lần với các loại sữa tắm chuyên dụng có thành phần tẩy nhẹ để giúp lấy đi dầu sáp cặn bẩn trên bộ lông khi tắm cho chó lông trắng, lưu ý làm ướt toàn bộ cơ thể, thoa đều xà phòng lên cơ thể và kỳ cọ. Sau đó có thể để sữa tắm ở trên lông cún khoảng 5 phút để các tinh chất tẩy trắng hoạt động tốt hơn. Chính vì trong sữa tắm cho chó lông trắng có thành phần tẩy nên để bộ lông không bị khô sơ hãy sử dụng thêm dầu xả ngay sau đó. Xả thật sạch nước, lau khô bằng khăn mềm và sấy lông khô thật kỹ. Tuyệt đối không được để bộ lông của chó bông trắng bị ẩm, lâu ngày sẽ bị ố vàng. Tiếp theo là vệ sinh vùng lông dưới mắt và quanh miệng bởi đây là vùng dễ bị ố vàng nhất ở trên chó lông trắng. Đối với mõm chó, hãy lau sạch bằng khăn mềm mỗi khi ăn xong để tránh thức ăn còn vương lại trên lông. Đối với mắt, hãy giữ đôi mắt khỏe, không để nước mắt chảy quá nhiều là cách hạn chế vệt ố dưới mắt. Dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau sạch rỉ và dịch tiết ra từ mắt cần cẩn thận không đè khăn mặt lên mắt hoặc để khăn chạm vào mắt của chúng vệ sinh đúng cách sẽ giúp cún tránh được quầng thâm dưới mắt ngoài ra bạn có thể sử dụng các dung dịch hỗ trợ loại bỏ vết ố giúp lông chó trắng sáng hơn lưu ý tránh bôi dung dịch trực tiếp vào mắt chúng thay vào đó hãy cho dung dịch vào miếng gạc ẩm để lau đối với các vết ố trên cơ thể dùng baking soda là cách khá hiệu quả cho baking soda lên một chiếc bàn chải cũ được làm ướt và chải đều lên vùng lông bị ố, để khô tự nhiên và lau sạch bằng khăn ướt. Baking soda có tác dụng như một chất tẩy trắng, giúp loại bỏ vết bẩn mà không làm hỏng bộ lông của chó lông trắng. Bên cạnh đó, bạn có thể trộn baking soda vào sữa tắm để tăng hiệu quả hơn chải lông cho chó lông trắng thường xuyên, chải lông không giúp trực tiếp làm sạch vết ố trên lông nhưng sẽ giúp loại bỏ các bụi bẩn trên lông chó, ngăn ngừa chúng kết cứng lại thành vết bẩn vĩnh viễn. Ngoài ra chải lông giúp bộ lông không bị sơ dối loại bỏ lông gãy rụng, giúp lông cún khỏe mạnh hơn và trông chúng cũng sẽ không bị lem lúa. Có thể cắt tỉa đi những vùng lông ố màu để cún trở nên xinh xẻo hơn. Nuôi chó sạch thơm cũng không quá khó phải không nào? đừng quên like subscribe và để lại bình luận nếu thấy video này hữu ích nhé chúc bạn một ngày nhiều niềm vui